Thế này Không. mèo này Thầy xin chào Tuấn Hải, xin chào bạn Nguyên Khang. Này, có bạn là Vũ Thị Anh à? Xin chào bạn Hải Anh. Ta chờ một chút đợi các bạn vào. Hôm nay để cho mình lại gặp nhau vào cái buổi tối thứ tư và tối thứ năm hàng tuần. Ta xem thống kê một vài các bạn là như thế nào. Là có văn đăng. Ở buổi trước thầy trò mình đang làm quen với cấu trúc tuần tự ở trong C cộng cộng. Ta đang làm với một số các bài. Hiện nay trên server thì các bạn học sinh cũng đang nộp bài rất tích cực. Đang thử chờ xem các bạn đang nộp Sơn Tùng đã mất tóc một. tới đâu. Tuấn Hải với anh Sơn Tùng. À, xin bạn đâu vừa Em mới nộp được có 11 bài rồi. À mình nhầm 12. này anh 12 bài đây. Ok Tuấn Hải chỗ nào sao thể nhìn không thấy nhỉ? Ok tìm kiếm cho nó nhanh. Tuấn Hải dùng tài khoản nào nhỉ? Tài khoản tên là Lê Tuấn Hải ạ. Tại sao nó không hiện lên? Có chăng nếu yêu giờ đi rồi Tuấn tại Hải gần em á thầy. Tuấn Hải gần em. chỗ mình này không Rồi Tuấn Hải thầy. đây đây người nó thành chữ chữ cái lục nhau rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ở buổi trước thầy trò mình đã tới bài TT 5 rồi. Thầy xin chào anh Vũ. Chờ thầy một giây nào. Ở buổi trước thì thầy trò mình đang làm quen với cấu trúc tuần tự ở trong C cộng cộng. Vậy thì với một bài ở trong C cộng cộng thì chúng ta sẽ cần tổ chức bao gồm có việc xác định bài toán, xác định thuật toán và viết chương trình. Vậy thì thầy gửi lại cấu trúc của một chương trình để các bạn cùng quan sát lại để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về chương trình. Và khi các bạn viết thành chương trình, cố gắng viết chương trình đẹp, chính xác. Rồi hôm trước ta có bài 3, bài 4, bài 5. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ quay ra tiếp bài số 6 nhé. Ở bài TT bài 6 của chúng ta thầy gửi lại đề. Thôi thầy gửi lại bài 6, 7, 8, 9, 10, 11 nhé. Thầy cho mình tua nhanh một chút với cái nội dung này. Thì như hôm nay anh Vũ mấy bạn mới học buổi đầu hay buổi 2 nhỉ? Buổi đầu chứ nhỉ? Tí nữa thì thầy sẽ gửi thầy sẽ tạo bộ test và các bạn sẽ làm quen. Vậy thì hôm nay thì ta sẽ sang cái bài tập kế tiếp. Ở bài tập kế tiếp thì chúng ta sẽ có một cái bài tập khá hay, ở bài tập số 6, các bạn cùng quan sát nhé.
Tắt đi con. Đấy, được. Cái bài này thì chúng ta sẽ có bài tập đầu tiên trong buổi ngày hôm nay. Đề bài yêu cầu là cho một cái số nguyên có 3 chữ số. Hãy tính tích các chữ số của cái số này. Thầy có thể lấy một cái ví dụ như là thầy cho n bằng số 23, 243. Thì khi đó kết quả của bài toán bằng bao nhiêu? Các bạn comment cho và cho thầy vào cửa sổ chat. Với bài toán như trên thì tích các chữ số bằng mấy? Rồi, đang trả lời rất nhanh, nó bằng 24. Rồi, ok. Như vậy thì ở cái bài toán này ta nhận thấy rằng với một cái số nguyên dương n là số có 3 chữ số, vậy thì ta sẽ cần phải xác định xem input của bài toán là gì. Ta có input. Các bạn hãy comment vào cửa sổ chat cho thầy biết input bài toán này nhập cái gì. Xin này. Với bài số 6 này ta nhập cái gì? Xin mời anh Vũ, Tiến Đạt, Hải Anh, Vân Hải, Minh Khang và cả Đăng nữa. Phần này chúng ta sẽ nhập gì? Nào, xin mời các bạn. Hãy cho biết đề bài là cho số nguyên dương n là số cho một cái số nguyên có 3 chữ số. Hãy tính tích các chữ số của số đó. Giả sử cái số nguyên đó là số n. Vậy thì ở bài toán này, input của bài toán thì ta phải trả lời được câu hỏi. Đề bài này cho cái gì và ta cần tìm cái gì? Ta phải xác định trước được cái đấy. Sau khi xác định được cái đấy xong thì ta sẽ trả lời luôn câu hỏi ta tìm như thế nào. Vậy thì ở bài này thì đề bài là cho một cái số nguyên có 3 chữ số. Vậy thì đây là ta nhận thấy rằng cái số có 3 chữ số bé nhất là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu? Các bạn comment cho thầy biết nào. Số có 3 chữ số bé nhất và số có 3 chữ số lớn nhất. Cái cửa sổ chat của Zoom nhé. Các bạn comment vào cửa sổ chat của Zoom. Cái gì kì vậy? Gì kì vậy? Tranh thủ cơ hội ấy à. Mở màn hình lên. Cũng gọi là tranh thủ cơ hội đấy. Bình gì boy?
Có gì nào hôm nay người ông chơi? Thầy bị đít con nít tịt kít rồi. Thầy đã bị đít con nít tịt kít. Rồi, thầy chào các bạn, thầy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Thầy Sao thầy vừa bị bay ra ngoài. vậy? Thầy bay cái vèo với ra ngoài, thế là và đăng nhập mãi mới vào được. Thầy đang ở đâu nhỉ? Bạn 179 thầy ơi. 100 và 999 à? Dạ. Ok. Vậy thì ở cái phần đầu tiên thì ta nhận thấy rằng cái số có 3 chữ số bé nhất là số N, nó nhỏ nhất là 100 và lớn nhất là 999. Vậy thì ta yêu cầu đi tính tích ra chữ số nào không phải ta đưa ra tích ra chữ số nào. Vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy bước một của bài toán là chúng ta sẽ thực hiện là khi tích của đề bài này, ta nhập N là một con số nguyên dương có 3 chữ số. Và bước thứ hai, các bạn cần thực hiện là tách các chữ số của N. Ở đây thì để tách được các chữ số của N, chúng ta dùng các phép toán dư gọi là chia lấy dư lấy số dư. Thì thầy giới thiệu các bạn phép toán phần trăm là phép toán chia lấy dư và phép toán chia lấy dương. Và ta sử dụng toán chia trên bình thường 110. Ở đây thì thầy lấy ví dụ như thế này. Số 234 của mình nhé. Khi thầy chia cho 10 thì mình sẽ được là 32 dư 4. Như vậy số 4 của nó là số ở hàng đơn vị. Vậy thì để tách được các chữ số này thì thầy gọi lần lượt các số CBA, lần lượt các chữ số ở. Ta gọi CBA lần lượt là các chữ số ở hàng đơn vị
B là ở hàng chục và C là ở hàng trăm. Của N. Như vậy thì ở đây các bạn nhận thấy rằng cái C chữ số ở hàng đơn vị thì nó sẽ là bằng N chia dư cho 10. Mà tại sao ta biết nó bằng N chia dư cho 10? Bởi vì ví dụ như số 324 khi chia cho 10 ta được 32 dư 4. 32 dư 4. Vậy thì ta thu được số 4. Vậy thì khi đó phép toán chia lấy phần dư, ở đây thầy giới thiệu nó là phép toán phần trăm, là phép toán chia lấy phần dư nhá. Còn phép toán chia bình thường thầy trò mình hay dùng gọi là phép toán chia lấy phần nguyên. Đấy, ta có hai phép toán chia lấy phần dư và chia lấy phần nguyên. Ở đây ta gắn C bằng N phần trăm cho 10. Đây là cách để lấy chữ số ở hàng đơn vị của một số. Khi đó N còn lại là sau khi lấy được số 4 rồi thì phần còn lại của nó là số 32. Khi nếu ta để ý rằng 324 chia cho 10 thì ta được 4 dư à, được 32 dư 4. Do đó ta có thể lấy số 32 này chính là số N cho N mới. Ở đây thì các em có thể gắn N thì bằng N chia dư cho à, chia nguyên cho 10. Đấy, khi thì gặp câu lệnh này nó lấy số 324 chia cho 10 được 32 dư 4. Nó lấy số 32 này nó gắn trực tiếp vào N. Vậy thì sau khi chạy xong N có giá trị bằng 32. Đấy. Với trường hợp là N bằng ban đầu bằng 324 đấy. Thì câu lệnh này có ý nghĩa là tách cắt bỏ chữ số ở hàng đơn vị đi. Đấy. Sau khi thực hiện công việc trên xong thì ta thu được số N là số có hai chữ số. Trên thực tế nó là số 32 này. Sau khi cắt số 4 đi thì ta được số 32. Với số 32 này thì ta lại tách chữ số ở hàng đơn bằng cách chia dư cho 10. Và bây giờ khi đó số B của mình sẽ là bằng là N chia dư cho 10. Khi đó số B của mình sẽ bằng số 2. Số N số 32 cắt từ số 2 thì phần còn lại số 3. Vậy N trong vòng lặp mới sẽ có giá trị là bằng N chia nguyên cho 10. Quá trình này chạy đi chạy lại tới thời điểm ở bước này N bằng N chia 10. Vậy thì N của thầy còn số 3. Và khi đó số của ta sẽ bằng N phần trăm 10. N phần trăm 10 ta lấy 3 chia cho 10 được 0 dư 3. Như vậy thì ta lưu số đấy vào trong biến A. Vậy thì ở bước số 2, bước 2 các bạn làm được là ta thực hiện là tách chữ số, tách các chữ số của N. Đây là N có 3 chữ số. Nếu có N có 4 chữ số thì các bạn ở chỗ này các bạn ghi chữ D thì bằng phần trăm 10. N bằng N chia 10. Sau đó ta tách C, B, A. Khi tách các chữ số của một số, các em nên tách từ chữ số ở hàng đơn vị trở đi thì nó sẽ thuận lợi hơn nhé. Ừ, thầy xin mời bạn Trung cứ ngồi học với cùng các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục là với ở bước thứ ba. Thì chúng ta sẽ thực hiện công việc là đi tính tích các chữ số của N. Đề bài người ta yêu cầu tính tích chữ số của N. Vậy thì thầy gọi biến S là biến tích hoặc là các bạn đặt tên là biến tích cũng được. Sau khi số nguyên dương N là số có 3 chữ số, ta đã tách được các chữ số A, B, C. Vậy thì tích các chữ số của N sẽ bằng A nhân B nhân C. Ta sử dụng dấu sao cho phép toán tích. Thực hiện công việc này xong thì ta thực hiện là ta đưa thằng S ra. Đấy. Vậy trên đây là phần này, ý tưởng là để giải quyết cái bài toán cho một cái số nguyên dương N là một số có 3 chữ số. Hãy thực hiện tính tích các chữ số của N. Rồi, tiếp đến là phần viết chương trình. Bây giờ thầy sẽ mời các bạn lần lượt chia sẻ. Nên có một số các bạn học buổi đầu thì các bạn sẽ cùng quan sát bạn của mình viết chương trình như thế nào nhé. Rồi bây giờ bạn nào xung phong viết chương trình bài này. Con này ba sao luôn.
Đúng rồi. Con Rồi, à, bây giờ xin mời Hải Anh nào, Xu Phong, không Tuấn Hải, Mày Dũng, Đăng, cứ mạnh dạn chia sẻ màn hình, bạn nào cướp sóng trước bạn ấy được. À, ra Zoom thầy đang để ở cái chế độ cướp sóng nhé, mọi người có thể chia sẻ màn hình. À. Rồi xin mời Tuấn Hải chia sẻ trước đi. Các bạn khác, các bạn đặt tay đặt máy ta có thể làm được luôn với bài toán này. À quên. Bài toán này tên gì vậy À, bài này chúng ta đang thực hiện công việc là tính tích các chữ số của một số nguyên cho trước. Bài này nó thuộc lớp bài toán tách các chữ số của một số. Đây, ta sẽ khai báo các biến cần thiết. Ở bài này thì ta nhận thấy rằng ta có một số các biến cần thiết. Ta khai báo nó là kiểu nguyên. Nguyên nguyên Khang à? Ừ, thấy, tạo tài khoản đơn giản có gì đâu. Chờ thêm 1 giây. Rồi Nguyên Khang sử dụng tài khoản là Nguyên Nguyên Khang đúng như thầy vừa viết nhé. Mật khẩu là chữ A. Các bạn nào chưa có tài khoản báo thầy nhé. Con này Ok, trang đầu bài là CIB cô đơn. cúc ta sao luôn. Đấy, rất mạnh đấy. Rồi bây giờ xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình nha. Bài làm của mình. Ơ, Tuấn Hải đâu? Hải Anh đâu? Đăng đâu? Bạn nào chia sẻ làm bài này nào? Rồi, ok, xin cảm ơn Đăng. Đăng đã giải quyết bài toán này. Đầu tiên, bạn Đăng, bạn đã giải quyết được cái bài toán là bước 1, bạn khai báo các biến A, B, C, N và biến tích, khai báo các biến cần thiết. À, sau đó, bạn thực hiện câu lệnh free open là câu lệnh làm việc với tệp. Ở cái dòng số 8, bạn đã thực hiện công việc CN là nhập N, là đề bài cho cái số nguyên dương N thì ta nhập N. À, sau đó lần lượt tách các chữ số ở hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm ra ta thu được biến C, B và A. Đó là các câu lệnh từ dòng số 8, à, số 9 cho đến dòng số 13. Đó là các câu lệnh là tách các chữ số của một số. Và tiếp đến ở dòng số 14 bạn đã tính tích được cả của các chữ số này và sau đó ta đưa tích chữ số của N ra. Rồi xin cảm ơn bạn Đăng, bạn đã chia sẻ bài làm rất tốt, hoàn toàn chính xác.
Thầy vừa gửi lại nội dung bài của bạn đang ở trong cửa sổ chat. Các bạn sẽ thực hiện làm bài luôn nhé. Rồi đang có thể chờ thầy một chút để thầy tạo test đề bài. Rồi xin cảm ơn Đăng. Rồi kế tiếp lần lượt các bạn sẽ chia sẻ bài làm của mình nhé. Bạn nào xung phong chia sẻ bài làm lần kế tiếp nào? Xin mời các bạn chủ động mạnh dạn lên. Rồi xin cảm ơn Hải Anh. Xin mời Hải Anh chia sẻ bài làm tiếp tục làm bài. À. Trong lúc Hải Anh đang làm bài này thì thầy sẽ tạo bộ test để cho các bạn cùng nộp bài số Dạ vâng. Nó thật. Câu này con tách bắt đầu C bằng là con code theo thuật toán đã được hướng dẫn nhé. Chỗ nào đó? Ở đây. C bằng n. Ủa? Cái dấu này, cái dấu đó là dấu gì vậy thầy? Dấu nào? Dấu này này. Con đã chia sẻ màn hình đâu, con đang chia sẻ mỗi code block thôi. Cái dấu mà C bằng nữa rồi. À, cái đó là dấu phần trăm, số phần trăm đó ở ngay phím số 5 ấy. Thấy nó gọi là một trăm mười. Lúc Hải Anh đang code, các bạn khác tiếp tục làm bài 7, bài 8 và bài 9 nhé. N bằng N.
n bằng n phần Thầy trăm xin chào Hoàng b. Ân. Hoàng Ân vào học phần lập trình cơ bản xin được cộng với các em à. N bằng n sệt 10. A bằng 100. Frio quần nó là câu lệnh làm việc với tên đang hỏi lấy bài 7 lấy mấy chữ số thập phân, lấy hai chữ số thập phân đăng nhé. R W Cái bài TT bài 6 đã có test rồi, xin mời các bạn một bài lên hệ thống được nhé. Các em nào chưa có tài khoản thì nhớ nhắn qua Zalo để thì biết, hoặc nhắn qua Zoom để thì biết là Trung có hỏi free open là gì. Free open đó là câu lệnh làm việc với tệp. Thầy ơi, con cho em hỏi cách nộp bài này. Cách Cách nộp bài này nộp chấm bài này. là cái server con có rồi đúng không? Vô được web à? Bên đỏ à. Và chung comment đầy đủ họ tên nhé. Thầy gửi cái đường link video ở trong cái cửa sổ chat của cửa sổ YouTube ấy, trên kênh YouTube của thầy Đặng Tuấn Thành có cái video hướng dẫn tạo project, ở trong đó các bạn tua đến thao tác để nộp bài. Bây giờ cái server thầy mới đổi tên là cbcoder.ddns.net nhé. Thế rồi Sao không? cái bài xấu này là nhấp gì thôi? À, nhập số ví dụ như con chạy tay đề bài số 324. Xấu Thầy ơi, thầy Sao? em là em nộp được bài rồi ạ, nhưng mà nó không nói là bài đó đúng hay sai.
À, em lưu ý xem video hướng dẫn trong khi nộp bài, ngoài việc tốt bài làm thì mình sau khi nộp không chờ một tí xong là nó sẽ chấm, và khi nào nó chấm thành công thì vừa rồi là nó chấm bài của bạn Tuấn Hải rồi. Lưu ý xem video để cái chỗ để nộp bài nhé, đợi cho Hải Anh. Hãy anh em nhập số 324 vào. 324 rồi. Lấy một số có ba chữ số baby, à, số liền nhau em nhé. Nó là số có ba chữ số liền nhau. Và tài khoản của Trúc thì gửi qua cửa sổ chat. Có thể cho nó miễn nó số gì hết rồi thầy. Ta kiểm tra lại cốt chương trình đã ổn chưa? Ấy anh nhỉ. Ổn mà rồi. Nhầm rồi. À thấy rồi. Tích bằng á. Các bạn khác tiếp tục làm bài nhé. Có bạn nào có vấn đề gì nhỉ? Khi nãy người ta vừa hỏi bảo là đã nộp được bài mà đã thấy kết quả chưa? Các bạn nhớ xem video hướng dẫn để nộp bài đúng cách. Bằng không rồi. Tại sao nó lại bằng không? 3 nhân 2 nhân 4 bằng mấy? Ba nhân hai nhân bốn là bằng ba nhân hai là bằng sáu, sáu nhân bốn là bằng hai, ủa mười sáu, ủa sáu nhân bốn Đó, thế tại sao lại ra bằng không? ủa ba bốn rồi. Ơ nhân đàng hoàng nhân có cần cắt ra không rồi? Không. Có kiểm soát xem có chỗ nào có lỗi nữa không? Có chỗ nào đó chưa? Đang hay bài TT77, chờ một chút đây nhé. Cứ làm đi, làm nồi thì nó có test chấm luôn. À, có ai phát hiện ra bài của Hải Anh có lỗi ở chỗ nào không? Mà tại sao nó chạy nó ra không? Các bạn comment hoặc là Lâu rồi. ừ.
Các bạn hãy cho biết bạn đang bị lỗi ở dòng nào. Nào 500 anh em hỗ trợ bạn nào. Giờ mới cứu gì? Từ từ bởi sao chém mình uống đúng một tí à có cả đi soi sáng tôi nè. Nào, có ai đã hỗ trợ bạn nó đã phát hiện ra Hải Anh có một chỗ cần phải xử lý ở chỗ nào? Các bạn cùng quan sát bài làm của bạn nhé. Để cho biết bạn đang còn một lỗi ở chỗ nào. Phát hiện được code của bạn là đang gặp một chút vấn đề gì mà ta khắc phục được thì đó cũng là điều tốt. Cho các em. Nhìn nó y chang không khác gì luôn mà. Thầy ơi, Dạ vâng. thay vì chia cho 10, nếu mình chia cho 100 với cả mình chia cho mấy số khác thì được không thầy? Hoàn toàn được. Đó là cái cách test của mình hoàn toàn. Bài của con cơ nó không phải lỗi ở chỗ đấy. Nó lỗi ở chỗ ta cơ. Có ai bật mí cho bạn không? Bạn đang là lỗi ở dòng nào? Xin mời các bạn bật vào cửa sổ chat giúp bạn Hải Anh nào. Tôi làm cho cái màn hình to đây giùm em lắm rồi. Đâu 500 anh em cứu bạn nào. ơi. Cảm Làm sao để phóng to ra vậy? có to dư phím control và lăn chuột tiến lên hoặc là lùi xuống, tiến lên như vậy. Có này là khó nhìn rồi. Ok. Là sai chỗ nào? Tại sao tôi làm đúng nhưng nó vẫn sai? Ôi giời ơi. Kia kìa, kia kìa. Đâu? Khúc này sao? Khúc này sao? Sò sáng rồi. Rồi, anh Hoàng Ân anh bảo là ở dòng số 7. Trung ơi, tài khoản của em vừa khi nay vừa đặt đây. Dương Quang Trung thấy có mẹ thì hình như chữ Dương thì có hiểu chưa ạ? Đợi thêm một giây. Dòng số 7 của con đã bị lỗi hả anh? À, Đỗ Quang Trung nhỉ? Trung. Ủa? Không lẽ cái W nữa Không, đó là về là chữ R chứ. Mọi em xem cửa sổ chat mọi người đang góp ý ở trong. rồi tại à, rồi có người cứu rồi. Bảy tê tê bảy sáu thì bây giờ sao? Dòng bảy của
Được tích tế bởi số gì với tê tê và số y nhỉ. Ủa Trần Nguyễn Minh Đăng chỉ quá đúng không? Đây y y y NB của bạn đây. Con chạy thử chương trình xem sao. Nó Thật phải lưu trước khi chạy chứ. ủa Khi nó hiện ra cửa sổ chọn nhiết để cho nó ghi đề lên file cũ. sao nó lại vậy? À, con ấn vào hình cái đĩa ở bên trên server on đi. Khi Bởi nào? vì cái đấy cái nút thứ tư bên trên ấy. Nút hình ba bốn cái đĩa chồng nhau đấy. Rồi ấn nút đấy. Ấn vào cái nút hình có bốn cái đĩa chồng nhau đấy, bốn hay ba đấy, cái nút xe xe đúng rồi. Rồi bây giờ con chạy chương trình đi. Ok Khi nó hiện lên cửa sổ thì chọn nhiết nhá. Chọn nhiết tất cả, nó hỏi cái gì cứ chọn nhiết. Oh, 24. Yes. Yes, Rồi xin cảm ơn bạn Đăng, bạn ân đã hỗ trợ Hải Anh phát hiện ra được cái lỗi của mình. Rồi xin cảm ơn Hải Anh. Hải Anh con nộp bài lên server nhé. À rồi, như vậy thì qua cái tới thời điểm này thì ta cùng các em nộp bài lên trên server. Khi nãy Trung có hỏi về nộp bài như thế nào thì để nộp bài thì các bạn đăng nhập vào hệ thống. Sau khi các bạn đăng nhập vào hệ thống xong thì có nút chấm bài. Khi nút chấm bài thì các bạn code xóa cái code mẫu ở đây đi, tập cái code bài làm ở chỗ này. Ví dụ như ta chấm bài là TT bài 6 chẳng hạn. Các bạn gõ tên bài là TT bài 6 ở đây, sau đó ấn paste code bài làm vào chỗ này nhé. Ở trên này phải điền tên bài, còn chỗ này ta sẽ code paste code và ta nút submit để chấm bài nhé. Sau khi chấm xong thì hệ thống nó báo, thì ở phần nhật ký nộp bài sẽ báo điểm của bài, chờ một lúc thì nó mới xong. Có thể có nhiều người nộp bài cùng một lúc nên hệ thống chấm nó có thể chấm chậm. Yes. Các bạn nộp bài trên server hiện nay thì có Đăng, có Dũng, Hải Anh, có Nguyên Khang, Tuấn Hải. Vâng. Yes, Ok, được Tuấn Hải chia sẻ màn hình bài làm của bạn làm sao nó lại bị èo rồi. Xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình. rồi. Ủa thầy gửi ơi bảy với thầy. Có đề đấy rồi, con tư duy làm theo cách bài số 6 để làm bài số 7 nhá. Hãy lưu ý rằng số 7 số có 4 chữ số nên số này nó có dạng là DCBA, mình sẽ tách lần lượt như vậy nhé. Có phím có đi sao Bà bảy thầy gửi qua chat đi thấy. thầy. Nhà phải không ta? Thấy không? Trời ơi. Khó lắm. Nào anh là ở đây Là xin mời Tuấn Hải đâu? tính chung là cái
Phương á, Một chung số thấy nó báo, thấy cái mic nó báo gạch chéo đỏ. Ủa sao ở bài 6 kìa? Và tối nay chia sẻ làm lại bài 6 ấy. Không chung bài mic để các bạn bật nói tự do được mà. Tôi ạ, vừa lấy nó không được, bây giờ mới ấn được ạ. Nó ở dưới cùng cái này. Các bạn làm xong bài số 6 thì tương tự làm bài số 7 nhé. Tuấn Hải ơi, bài này số này nó có 3 chữ số, do đó con cần phải tách được thằng C, thằng B, thằng A ra nhé. Theo thuật toán thầy đã comment ở trong toán để hai các bạn là làm quen dần cái phong cách là cài đặt chương trình theo thuật toán và học được thêm một số các thuật toán mới để khi mình có thuật toán rồi mình có thể áp dụng được cái thuật toán đấy để giải bài toán nữa. Đã có một bài toán có tính chất tương tự thì gửi ở trong cửa sổ chat nhé. Nè ngoài cái gì vậy? Ủa sao vậy hả? Sao anh có vấn đề gì? Sao lại gửi bài thứ hai thôi? Sao lại bài hai trường? Có vấn đề gì cứ thấy thầy ơi đi ăn. Số này nó có 3 chữ số nhá. Đây là bạn đang Tuấn Hải đang tách các chữ số của nó theo hướng nha. Thử các cái test khác xem, anh thử 1, 2, 3 xem. Ừ, sao phải đi? 1, 2, 3, 5, 5, 6. Thử xem số 2, 3, 4 em. 2, 4, sẽ ra là 12 nhân 7 24. Tôi làm nữa 999. Là 92 em. mốt nhân 9. 81 nhân 9 là bao nhiêu? 728. Bro. Rồi, ok. Xin mời Tuấn Hải đọc bài. Phần rồi đó. Cái gì chứ? Cái này làm rất tốt theo của cái bài toán là tách các chữ số theo cách khác. Rồi xin cảm ơn Tuấn Hải đã tài trợ với cách làm bước hai.
Người thành công có lối đi riêng á. À, cái phần đồ thị có chứ, trong chương trình nâng cao khoa học hết ăn đầy đủ. Và cái buổi tuần tối thứ năm và tối thứ sáu là ta cho các em đang học lập trình cơ bản về C cộng cộng. Như Rồi, xin cảm ơn Hải đó. Đây, các bạn khác xin mạnh dạn quan sát bài làm của bạn, xem cái nội dung ở cửa sổ của đã gửi. Và ở đây thì thầy gửi lại cái đường link của nhóm Zalo, các em có thể vào lại nhóm Zalo nhé, bởi vì thầy hay sử dụng Zalo để gửi thông tin. Các bạn còn bé chưa có Zalo thì các bạn sử dụng Zalo của phụ huynh để Ủa thầy, làm sao nhắn bài của em ấy, các tính lại được có 999 990 rồi? à. Cái này là do nộp bài 2 lần nên nó trừ đi mất 0,1 điểm. Nộp Điều bài của Lê 3 lần Long nó trừ đi 0,2 điểm, ô. nên hãy cố gắng nộp bài 1 lần duy nhất đúng luôn, thế nó mới ngầu. Biết dễ nãy nộp bài thêm lần nữa làm cái gì không cũng biết. Rồi, xin mời bạn Vũ nào, bạn Tiến Đạt, bạn bạn nào cái đồ đây nhỉ, để quan sát là có Đăng Dũng, Tiến Đạt nộp rồi, Hải Anh, rồi Tuấn Hải nộp rồi. Nhưng mà Vũ đã tốt được chưa? Dạ Rồi, chưa ok. ạ. Để Vũ có đây. Đã có Vũ để thầy sẽ kèm riêng một hai buổi Ba kể. Chung đã code được bài này chưa chung? con nộp rồi nhưng mà chả thấy nó đâu. À, thì con chia sẻ lại màn hình đi. Vâng, để con chia sẻ lại. Đây à, con không thể tin, con gửi bài thì trước rồi. Rồi, ấn nút vào vào nút chấm bài nào. Rồi lấy con ghi là này ạ. À, bỏ chữ chấm sao đi, Ai bỏ cả dấu chấm nữa. Rồi đấy, chỉ mỗi tên bài 6 sau đó tên bài làm mà lại. Chương trình sẽ kết thúc. chúc bà ăn được một bữa nhỉ. Chương trình của con Chu rất chi là đẹp. Chờ một tí thì điểm nó sẽ hiện lên ở chỗ nhật ký nộp bài nhé. Ngoài ra thì ở bên trên thì các bậc phụ huynh cũng đang quan sát cái thống kê nộp bài của các bạn. Thì các em lưu ý bài làm của mình, các bạn bao nhiêu nộp bao nhiêu thì trên thống kê của bài nó sẽ có ở đây. Không hiểu rồi. Hy vọng là thầy trò mình sẽ có được cái khóa học cái hiệu quả, ta học một cái hiệu quả, các em phải được đạt được cái kiến thức của thông qua từng bài. Hôm nay thì có bạn cũ bạn mới tham gia nên là chưa đứng được, là thầy cũng hai khoảng 2 buổi thì các bạn sẽ viết được chương trình giống như các bạn đang làm ở đây. Rồi, và vừa rồi thì thầy trò mình đã có bài số 6 xong, được thì mình sẽ làm tiếp bài số 7. Ở bài số 7 thì các bạn nhận thấy như sau. Ở bài số 7, đề bài là người ta yêu cầu là tính trung bình cộng các chữ số của một số. Cho Các con kết quả thì chính xác đến nay cũng sẽ. Vậy thì ở bài này có nghĩa là gì? Ví dụ như bây giờ để cho N=1, N=2, N=3, N=4. Đấy. Thì khi đó tổng các chữ số của N sẽ từ 10, trung bình cộng của nó thì gọi là trung bình. Có giá trị là 1, 2, 3, 4. Và chia cho số lượng chữ số, ta có 4 số.
Bằng 10 chia 4 thì nó sẽ bằng 2,50. Hôm nay sẽ có một buổi học hiệu quả và nghệ nhân nhé rồi. Thì sao hả anh? Hôm nay tôi nói là sẽ có một buổi học hiệu quả nhé, nghệ nhân như vậy. À đâu, thầy đang có của cái bài số 6 xuống. Ok. đề bài là yêu cầu là cho số nguyên dương n là có 4 chữ số, như vậy thì input của bài toán ta sẽ là nhập n. Người ta yêu cầu là tính trung bình cộng của một số bằng tổng các chữ số của nó chia cho số lượng chữ số nhá. Đấy. Vậy thì khi đó thì ta bước một ta sẽ thực hiện là ta đưa ra trung bình cộng. Vậy thì với cái bài toán này, bước một thì ta thực hiện nhập n, bước thứ hai ta thực hiện tách các chữ số của n. Bởi vì bài này so với bài trước thì ta nhận thấy ở bài trước thì ta số ở hàng đơn vị là số C, nhưng số này là số người đề bài người ta cho n là số có 4 chữ số nên số cuối cùng của nó sẽ là số D, thì mặc định nó là A B C D. Đấy, như Tuấn Hải cũng có thể đặt tên là và biến khác cũng được. Vậy thì thầy sẽ thực hiện, thầy gọi là D C B A lần lượt hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn của n. Đấy. Thì khi đó thì ta nhận thấy rằng cái thằng D là ở hàng đơn vị thì nó sẽ bằng n phần trăm 10. Mà ví dụ như số 1, 2, 3, 4 thì nhá, ví dụ như ta có số 1, 2, 3, 4, số n là số có 4 chữ số nên ta có thể ghi nó dưới dạng là A, B, C, D. Nó như này, công việc của ta là phải tách được chữ số D ở hàng đơn vị. Như vậy thì để D của ta sẽ bằng n chia cho 10. Tại sao cái lại là chia cho 10 lấy phần dư? Bởi vì 1, 2, 3, 4 khi chia cho 10 ta được 1, 2, 3 và dư 4. Đấy. Vậy thì ta dư được 4 này thì ta sẽ lưu nó vào trong biến D. Vậy thì bây giờ ta cắt chữ số của n đi và ta chỉ lưu lại các chữ số, các chữ số ở hàng đơn vị bỏ đi và bằng cách là ta ghép n bằng n chia cho 10. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng hình thức tách các chữ số giống như Tuấn Hải đã sử dụng, và chia nguyên chia dư thoải mái cho 100, 1.000 để tách các chữ số. Nhưng với mô hình của bài toán ta sẽ, thầy đang hướng dẫn các bạn ta tách chữ số ở hàng đơn vị, sau đó lấy n còn lại, n còn lại lại tách chữ số ở hàng đơn vị nó lưu vào C, ta lại tìm n còn lại, tách chữ số ở hàng đơn vị lưu vào B, tìm n còn lại và tách chữ số đơn vị của n còn lại, ta thu sẽ thu được là A. Vậy thì thầy sẽ thu được A, B, C, D là A, B, C, D là các chữ số của n. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện đi tính tổng, tính trung bình cộng là các chữ số của n. Để tính trung bình cộng các chữ số của n thì thầy có sẽ ép Nộp bài đấy chưa thầy? Nộp bài chưa bài đấy chưa thầy? chưa các bạn cứ nộp đi, xong đợi tí thầy đem tên vào cái là nó chạy luôn. A cộng B cộng C cộng D. Đấy, sau đó nó chia cho 4. Sau đó ta thực hiện là bước 4. Sau đó ta thực hiện đưa ra luôn. Vậy thì khi tính trung bình cộng thì ta nhận thấy rằng trung bình cộng của một số nó sẽ trả về một cái số mà sau dấu phẩy của nó có hai chữ số thập phân. Từ đó thì ta suy ra được rằng số này nó sẽ thuộc kiểu dữ liệu số thực. Kiểu dữ liệu số thực thì ta thông thường sử dụng hai kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu phân tốc và kiểu double. Đây là hai kiểu dữ liệu số thực phổ biến, và khi đó thì cái tử số của ta sẽ nhân với 1,0. Ở đây thì Hải và các bạn để ý rằng khi ta sử dụng đến các số Là nguyên lỗi của để thế giới nhân này, lại. tại vì đơn giản cái thế giới này nó quá nhiều nghịch lý, và sau đây là tất cả nghịch lý trong vòng 10 phút hoặc hơn. Nghịch lý ông nội, nếu bạn quay về quá khứ khen tranh của Hitler đẹp. Thì ta sẽ thực hiện cái công việc là lấy A cộng B cộng C cộng D chia cho 4 nhá. Và sau khi thực hiện công việc trên xong,
cái ta thu được là S là giá trị và ta đưa S ra. Anh lưu ý rằng S là kiểu số thực, do đó khi dùng là ngọc fit là set position. Mở ngoặc là hai và tên biến S cần đưa ra nhé. Đấy, đưa ra biến S là số thực. Rồi, bây giờ xin mời các bạn sẽ viết chương trình theo hướng dẫn giải thuật ở bên trên cho bài toán số 7. Đây gửi thuật toán ở trong cửa sổ chat nhé. Xin mời các bạn bắt đầu làm. Rồi, bây giờ xin mời bạn nào chia sẻ bài làm của mình. Xin mời các bạn lấy tinh thần xung phong chia sẻ bài làm của mình nào. Nào, xin mời các bạn mạnh dạn lên, bạn nào xung phong chia sẻ bài làm. Em còn chưa thấy cái đề qua bên chat đi thầy. Em còn chưa thấy cái đề bên chat nữa. À, đây rồi. Thầy, em muốn trình bày à, tại vì em mới học nên em cũng muốn thầy kiểm tra thử em có làm đúng được không nào. Ừ, nhất trí, xin mời em chia sẻ màn hình mạnh dạn lên trang. Ừ. Anh Minh Dạ. Khan đã ra tay. Các bạn cứ chủ động nhé, học với thầy thì các bạn phải tích cực xung phong chia sẻ màn hình, bởi vì thầy chưa cho các em, các bạn chưa cho các em thì nó sẽ lên được. Đây Học là trò thầy. đây cái em bài em Hải Anh đang bảo sao màn hình của anh trông màu đen hắc ám. không phải, đây là học trò của mẹ con. À thế à, ừ thầy Trời ơi, đó là US. Mẹ của anh này À, thầy là người kêu con học này mà. à thế à, ừ rồi Giờ thầy xem thử coi bài của con đúng không ạ. rồi kết đoạn chương trình này. Bây giờ con chạy với bộ số 1 2 3 4 năm. À dạ, N bằng 1 2 1. 1 2 3 4. Một hai ba bốn. Ok, blue xong À bạn rồi đang ở dùng đâu? Pepsi à? Ừ. Dạ. Do thói quen bạn... Đây, đây là thầy. Đây, cái gì 1 2 sai 3 sai? 4 thì tổng của nó bằng 10. Đúng không? 10 mà chia cho 4 thì nó sẽ bằng 2,5 của bạn, nó đang đưa ra 2. Là bài nào ý? À, đúng rồi, đúng rồi. 1, 2, 3, 4. Từ từ. À, dạ. Thì cái chỗ này con vừa bật lại post ở ngay cái dòng số 16 ấy. Thì ở dòng số 16 khi nãy thầy vừa chia sẻ thì ta phải ép tử số thành kiểu số thực, con nhân nó với 1.0. Nhân tử số ấy, đấy nhân với 1.0. 1.0 đó là số thực. Nên khi nhân tử số thì tử số thành số thực, và phép toán là phép toán chia số thực giữa tử số và mẫu số. Chạy thử để xem kết quả xem sao. Đấy, thì nó sẽ ra như vậy. Thì trong cái quá trình tính toán cái rất phải thận trọng cho các cái bài toán có tính chất là chia lấy phần nguyên nhé và chia số thực. Rồi bài như thế là hoàn toàn chính xác rồi. Rồi xin cảm ơn rồi Khang chia sẻ lại mình lại cái phần code của bài làm xem lại một chút nhé. Dạ, để xe lại dạ. Dạ, ok thầy. Anh cười gì hà hà đấy. Là các bạn khác lúc chàng chủ động chia sẻ bài Dũng đăng này và nếu Không biết kiểu gì bên cạnh anh Nguyên Khan cũng có một anh là cũng có em của anh. quá tại sao Khang chia sẻ mà màn hình nó không loát lên vậy ta. Đây là... Ủa, À, cái vừa vừa nhắc anh Khang ở chỗ dòng này đấy là ép tử số thành kiểu số thực. Anh nhớ rằng biến ép của mình chọn kiểu số thực. Rồi xin mời các bạn khác chia sẻ màn hình của mình.
Ở đây thì trong lúc bây giờ xin mời các bạn khác nào đang làm bài này rồi đúng không? Dũng, Hải Anh, cô Tuấn Hải. Rồi cứ Hải Anh chia sẻ màn hình luôn trong cuộc tranh thủ lúc Hải Anh làm và các bạn khác vẫn tiếp tục làm bài số 7 nhé. Các bạn nào làm xong bài số 7 thì chuyển giúp bài số 8. Lúc Hải là anh làm thì thầy sẽ test bài số. Ngày 37 thế Ok. rồi. Này chưa biết nhập gì hết. Rồi bây giờ sẽ con ra xem phần thuật toán thầy đã gửi nhé. Sau khi tách được n rồi bây giờ, à, quên sau khi nhập n xong con tách các chữ số của n vào lưu vào các biến ABCD nhé. Theo giống như thuật toán ấy, bắt đầu mình tách từ thằng D trở đi, D nó sẽ bằng là n chia dư cho 10. Ủa? Là 16 nhầm. Lại nhầm nữa. Đã nhìn thấy chưa? Để thầy gửi lại nha. Thấy rồi, thấy thấy rồi. Nhưng mà bước 1 nhập n, bước 2 Bước nhập n là bắt đầu từ bước 2 tách chữ số của n bắt đầu. Thực hành chuyển. là xeo gì, là nhập cái đề bằng nữa rồi thầy. Bây giờ ta gắn D bằng N chia dư cho 10. Ủa, anh ô n bằng n cái gì, n bằng n phần sẽ bằng n chứ. Bằng là phần 10. A bằng là phần 10 nữa. Hết chưa ta? Separation. Đúng chứ thầy. Anh à. Hiếu là Lục Trung Hiếu nhỉ, để thầy trả lại các con Hiếu. It's chắc vậy.
Ok, này Vậy qua từng bài các bạn nên rèn cho mình một cái lối tư duy khá hay, đó là căn cứ vào cái hệ thống các cái bài tập đã được làm. Nếu ấy thầy gửi ở trong cái sổ chat của Duy với mật khẩu của anh. này bà bảy đúng không thầy? À, đúng rồi. Được bài sáu không? Một hai ba. Đặt cho một cái, bây giờ số này nó có bốn chữ số nó Thế liền. thầy lỗi mê là lỗi gì ạ? Trong từ từ đây cho Hải Anh xử lý xong sau đó chung chia sẻ màn hình. Không, ủa không thầy ơi, Đến sao? nó bằng không. À, con kiểm tra lại thuật Cái dòng mày sai rồi hả? Zalo, ủa cái này tài chữa con này không phải. Nào chữ A. Cái này là đờ bằng n chia 10. N bằng N xệt 10, C bằng N chia 10, B. Lần này chắc chắn sẽ khác. Thôi, đi cha luôn. Kiểm tra lại thuật toán. Phía bên kia trong lúc các bạn quan sát bạn làm bài TT bài 7 thì các em cũng làm nhé, trong lúc đó để thầy sửa test của bài toán này. Xíu gì nữa ta. Ủa, đúng A bằng mình. Hướng mày chắc ưng nhỉ. Ê, anh bạn bỏ tình này chắc chắn sẽ khác. Y chang biết sái gì rồi này, không phải này, kiểu gì cũng 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 Thầy ơi, cái email nó vẫn không nằm. phải là anh nhận Chờ thì đợi em nó sửa lại, cứ bình tĩnh. Em ấy gì. Con đã kiểm thấy được cái kia rồi, con thấy cái kia, con thấy chỗ này có hai cái nè, đây khúc dưới là xẹt. Đâu rồi? Khúc này mình thế thầy cho con xem màn hình thì xem, con xem là cái bài con nó báo lỗi sai email mỗi lỗi đấy không tìm ra được. à, con chụp ảnh màn hình sau đó gửi qua cửa sổ chat Zoom chứ thầy. xem nào. Vâng ạ. Ủa? Đâu ra xong cái nửa nơi ấy?
Xịt. Chắc chắn sẽ khác, không thể nào mà giống giống lại được. Ok, Y chang. Ủa bị sai gì đây trời? cứ kiểm soát lại thuật toán thật tốt. Ok, cái Ok, thuật toán này nó chăm nó bằng nó xét người. thầy xem như thế này Nó có ghi hoa không thầy? không chứ thường thôi, kiểm tra đây con Thế bài cuối dòng số 11 của chung thiếu dấu chấm phẩy, cuối dòng 11 thiếu dấu chấm phẩy, chiều đây chấm phẩy à? cuối cuối dòng 11 nhé. Ok Tuấn Hải, trở thành một tiếng à, quên trở thành một tí. Một tiếng. Sai gì trời? Kiểm soát lại so sánh thuật toán thầy đã gửi để làm cho thật chính xác. Thì Dạ bên luôn hả? Gì thầy? các anh có thể cứu em Hải Anh được không? Vì sao Đây, em đang Hải Anh đang làm bài số 7. Cuối cùng em nó cũng phát kìa? hiện, em nó quên cái điều gì đó. Hỏi tí nữa ơi, y chang. A cộng B cộng C cộng Ê, bài 7 chưa chấm được à thầy? D. Cho thầy 1 giây nữa. cho thầy 1 giây để thầy làm phát đi này. 1 giây nữa thôi là xa nhau rồi. Đừng Hết giờ rồi. ép Được ép là ông bút đúng không ta? Chắc vậy. bút lên là cái gì đây, đập cho một cái bây giờ. Vậy chắc hết rồi. Bằng hai thôi. Nhấn S khai báo kiểu số thực. Ở Này đầu chương trình. đội chương trình á rồi Đó, ở cái dòng số mấy, cái phần khai báo biến ở bên trên này. là cái dòng mấy trời Bên trên nữa đi. Nữa, nữa, này nữa, nữa. Đấy, cái dòng số 4 đấy. Xóa thằng S ở dòng số 4 đi, sau đó xuống dòng mới. Khai báo một cái biến S mới kiểu float. lâu flow chắc luôn. Đó đọc là flow Phở đi. hay Chạy. float nhỉ? Thầy đã thu được bài của bạn là các bạn đang nộp bài rất tốt rồi, xin mời các bạn nộp được bài ấy rồi nhá, bài số 7 được rồi nhá. Yeah, 2.50 rồi. Rồi, ok. 2.50 đúng không? Ấy. Cái đầu nó mất tóc rồi. À, con nộp bài lên hệ thống rồi, xin cảm ơn Hải Anh rồi, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình mạnh dạn lên để chúng ta làm được nhiều nhất có thể. Ở cái hệ thống nó vẫn đang chấm bài rất tích cực. Con số mấy điểm là con số mấy điểm? Trên thống kê nộp bài thì vẫn đang nộp bài rất nhiều.
Bữa nào kêu cái quên ai hát đấy nhỉ? Đang chấm bài của Quang Trung. Nó chưa chấm bài của em rồi. Nó chấm bài của em Nó nếu hệ thống vẫn đang chấm bài trong lúc nhá. không có bạn nào cần hỗ trợ, các bạn bật cửa sổ chat hoặc là bật mic lên nói để thầy cùng chia sẻ. Có ai cần cấp cứu không? Chắc là có rồi. Bạn nào chưa có tài khoản nhớ comment báo thầy là tài khoản nhá. Thỉnh thoảng cái server của thầy nó bay màu mất tài khoản, cứ báo thì thầy sẽ tạo lại tài khoản. Thỉnh thoảng lâu lâu nó cũng bay cho đỡ buồn. Thầy đang cái server thu bài cho nó chạy chậm hơn. Tám nghỉ đi. USD Việt Nam đồng. Thôi. Thôi. Tiền đình ơi. Có vẫn 9 điểm. Xin mời Trung chia sẻ bài số 7 của mình nào. Vũ ơi, em comment đầy đủ họ tên để thầy tạo tài khoản cho em nào. Thầy có tin bài này, bài bảy mà em được 10 điểm luôn rồi. Xin mời các bạn nộp bài lên trên hệ thống nhé. Đang chấm bài một cách rất tích cực. Mùi thì cũng chắc có mùi. Về chờ thêm 1 giây. Ôi trời ơi. Chúc chờ đèn tú muốn anh vô. Sao lâu dữ vậy Tiếp dụng vẫn ở thôi. thầy? Thầy ơi, xem một con gái. Chờ thầy 1 giây để thầy tạo tài khoản cho anh Vũ. Sao bài bảy chấm lâu dưới vậy thầy? Rồi ở cái bài này thì cái dòng số ABCD như vậy thì cái dòng số 26 con thư sửa chữ N thành biến D. Dòng 26. Ờ, 26 sao ạ? Nó sẽ phải Không là A cộng phải. B, A cộng B cộng C cộng D chứ, sao lại là cộng N? A cộng B cộng A C cộng B cộng C cộng D. Cộng thêm D nữa. Thì số này có 4 chữ số mà. rồi ạ. Rồi, sau đó trên kia trở thành là TT bài 7 đi. À, con vừa đang Sao định làm mà là trên bài. bảy chấm sao mà bảy chấm đâu với người thầy? Cái dòng số 22 của em gắn n bằng n chia nguyên cho 10. Đó. Dòng 22. Vâng ạ. À đúng rồi. Thầy ơi. Rồi đấy. Rồi xin mời chung. Sao nhỉ hả anh? Nay mới học xong thầy. Cứ học thoải mái đi. Học khi nào làm xong hết bài thì hôm nay Mà học sao bà bị tắm lâu dữ thầy? thì các bạn có bận gì không? Không có biết. Nãy giờ em chấm đúng mỗi mình bài bảy thôi mà. Hả? Thầy xem giải tóc mỗi thôi rồi. Được đấy. Rồi, chung nộp lại bài. Giờ thầy xem giải tóc bố thầy. Ok. Được đấy, trông ngầu Quá. ghê. Tuấn Hải đâu rồi, chia sẻ mình nhìn thấy xem nào. Xin mời Thái Bình. Bình đang làm bài TT bài 1 ngày 2 à. Nguyên Khang bài này xong rồi. Bạn khác cứ chủ động mạnh dạn làm bài nhá. Tuấn Hải đang chạy theo phương pháp chạy bằng cơm, bạn đang tách các chữ số của N và đang xe các bước trung gian ra. Hãy lưu ý rằng cái dòng số 11, 13, 15, 17 của em là em đang phục vụ cho cái việc tách các chữ số. Khoan Tuấn Hải, quay lại một chút. Rồi em chạy thử chương trình với bộ số 1, 2, 3, 4 xem kết quả ra cái gì.
Rồi đấy, chính xác. Vừa rồi Tuấn Hải có kỹ năng làm rất hay, đó là bạn sell các cái biến trung gian ra để xem giá trị của bạn đã tách thành công chưa, sau đó bạn mới thực hiện cái công việc là tìm giá trị cho mình được. Đây là một trong những kỹ năng lập trình rất hay. Ta cùng chờ đợi xem bài của Tuấn Hải xem sao. Giờ Tấn Hải đang cố gắng sắm vai. À, Tuấn Hải với các cường quốc, cường quốc đúng không? Người thành công Hải có lối đi riêng mà không thấy. sao sao tối nay con Người thành công có lối đi riêng đúng không thầy? được chứ? Thực tế trong lập trình của mình, cái tư tưởng thuật toán đưa ra nó chỉ là một cách giải. Thông Lối đi thường riêng mà thầy không? các bạn học sinh sẽ làm các cách khác nhau và sẽ có những đoạn câu chương trình khác nhau. Rất ít khi một bài thầy đưa ra mà có hai bạn học sinh làm giống nhau. Giai đoạn này ta đang học lập trình cơ bản, do đó chúng ta sẽ Thầy có hãy trả con tốt một đi thầy. Chờ tí Chưa đã, phải tốt có. 3 nữa. Rồi, À, cố có gắng. 3 là 80. Biết vậy nè, lại không nổ thêm lần. Lương Thái Bình lại nộp bài, mấy cái Đấy, sao bài bài bảy vẫn chưa chấm này? tè chưa? Để từ Có người từ. cheating thầy ơi. Mà hệ thống vẫn đang chấm và chưa trả bài, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, nó đang chấm. Thôi, tranh thử lúc mà hệ thống đang chấm thì chúng ta sẽ sang tiếp bài số 8 nhé. Bài số 8 thì lại là một bài khá đơn giản. Chúng ta sẽ quay trở lại một cái bài toán khá thú vị. Đề bài thì người ta yêu cầu là cho ba số thực và yêu cầu tính trung bình cộng của chúng. Và ở đây thì nếu như ở bài trước, trước khi tính trung bình cộng của một số thì các bạn lưu ý rằng cái biến kết quả nó sẽ trả về kiểu float và kiểu số thực. Và tử số là số nguyên thì ta cần phải ép tử số sang số thực cho cái toán chia. Nhưng ở bài số 8 thì đề bài người ta yêu cầu là cho ba số thực, tức là cho ba số A, B, C kiểu số thực tính trung bình cộng của chúng, thì khi đó bài toán của chúng ta thật là đơn giản. Bài toán của chúng ta sẽ cho A, cho B, cho C và ta tính trung bình cộng, ta đưa ra trung bình cộng. Vậy thì ta ra ghi kết quả lấy chính xác đến ngay trước đấy. Còn chờ thời gian thì ra đẩy cái xe khác cho đăng ký. ABC chứ không có cần S hay là gì nữa đúng không thầy? Rồi, à, rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ qua bài số 8. Đề bài số 8 cho ba số thực và yêu cầu tính trung bình cộng của chúng. Và để tính trung bình cộng của ba số nguyên là ba số thực thì khi đó ta sẽ bước 1 ta nhập ba số thực A, B, C. Sau đó ta tính trung bình cộng. Vậy thì ít phút của bài toán chúng ta sẽ nhập A, B và C. Sau đó ta sẽ thực hiện tính trung bình cộng.
USD VNJ Việt Nam đồng. Là chung mình cậu của nó thì chỉ đơn giản là bằng là A cộng B cộng C, ta không cần phải ép kiểu dữ liệu. Vì chung mình cộng của ba số nên nó sẽ bằng tổng của ba số chia cho 3. Nha, chia cho 3. Và sau đó ta đưa S ra với độ chính xác là hai chữ số thập phân. Ừ, như vậy đây là bài số 8. Bài này rất nhẹ nhàng. Để chúng ta sẽ cùng giải quyết bài số 8 luôn nhé. Bạn nào xung phong, biết thể màn hình làm bài số 8 nào. Nhanh chóng cướp sóng, cướp diễn Và không biết gì. nào, đập cho một cái bây giờ. À, của Đăng vừa nộp lên nó báo không thấy file kết quả là do em chỗ Freeopen bần bị sai Đăng nhé. Rồi. Trong lúc bạn đang chia sẻ bài này thì thầy sẽ thêm bộ test bài số 7, bài số 8 vào nhé. Để xem đề bài coi. Ok. Hôm nay ta sẽ đến khoảng tầm 9 rưỡi nhé. Tối thiểu khoảng tầm 9 Cái rưỡi. gì? Ta không muộn hơn. Yes. Thì được. Thì hôm nay buổi tối thầy cũng khá rảnh. Hôm nay có một cái... Tính trung bình cộng của ba số thừa. Nhập ba số thừa. Tính trung bình cộng của chúng mình. Cộng thì cứ làm bài 8 nhé để thầy tính trung bình cộng của chúng và chúng mình cộng thì bằng tổng 3 thằng chia cho số lượng tổng là A cộng B cộng C chia cho gì đó. chia cho 3 bởi vì nó có 3 thằng mà. Chia là dấu dấu này đúng không thầy? Dấu gạch chéo theo chiều dấu chắc. Bám sát thuật toán để cài đặt chương trình cho nó hiệu quả. Và hãy tập cách đặt tên biến để lưu kết quả và thực hiện công lệnh gán giá trị cho biểu thức. Này thôi, nhất chạy eo này rồi. Để em đóng cái cửa coi có chuyện không gì. Ủa còn cho nó không được ta? Ta chia Thế số, nào? ta chia theo kiểu số thực mà cứ làm bình thường thôi. Ủa cần cho N cũng tạo được file hả thầy? Không, cứ làm bài một cách bình thường theo thuật toán để làm chủ bài toán. Cố lên. Một hai ba có cần cắt ra không ta? Ừ, có chứ, bởi vì đề bài người ta cho input đầu vào là ba số mà. Ok đó, vẫn còn cho N. Hey, người đạo.
Thầy ơi, em có một câu hỏi của Cần một cho bạn. ship Nói n. mạnh dạn lên. À, cần cho ship n thầy Em muốn hỏi bài 11 của mấy bài thầy giáo hả thầy? ơi. Ừ. Là tại vì tính một hình tam giác thì chu vi thì tính giờ được rồi, nhưng mà tính diện tích tam giác, lỡ như tam giác đó không phải là một tam giác vuông thì nó là một tam giác nhọn, thì khó mà mình tìm được cái đường cao của nó, tại vì mình không có dữ liệu gì hết đó thầy. À, thì khi đó mình áp dụng cái công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác nhé. Hê-rông. À dạ ok, Em cảm ơn thầy. công thức sáu Hê-rông năm ra kết để tính quả thôi, cái độ dài các cạnh, sáu năm ra kết quả thôi. kiểm tra lại cốt chương trình. Không ra gì hết à? Có nào bán là vô dụng không ta? Thì thử ở Bài y chang à. số 8 hết rồi, các em có thể nộp được bài số 8. Sái não chứ ơi. Cái vấn đề ở nay chỗ Hải Anh, thứ nhất là đề bài cho ba số thực ABC, do đó cái dòng số 4 em phải khai báo ABC là số thực. Là in hay là double? Sử dụng double cũng được. Cái đáp bổ viết như thế sao? Giờ vừa Đọc cho em một cái bây giờ. Mọi người comment giúp em Hải Anh nha, chữ đáp bổ viết như thế nào. À, em lục lại bài 7 nhé thầy. Tức là các bạn Ba là lục lại chín bài số 7 chấm nhá. Là bài số năm. 7. Ôi vậy, tự nhiên bấm o đúng rồi, tự nhiên chạy luôn. À thấy rồi, o u nộp bài nhắn như một thần đần. Rồi. Cái gì nữa ấy? Ở dòng số 10 thì ta nhận thấy để tính giá trị trung bình của ba số thì ta lấy tổng của ba số đó chia cho số lượng. Ở đây ta sử dụng phép toán chia là dấu gạch chéo cho phép toán chia. Chéo hả? Tưởng này Phần cút trăm gì là chia lấy số dư. Rồi khoan dừng. Tới đây, sau khi chia xong thì giá trị của biểu thức này cần phải lưu vào đâu đó. Nên ta khai báo bổ sung thêm một biến nữa. Giả sử ta khai báo biến S chẳng hạn. Khai báo biến S bổ sung ở dòng số 4. Ta cần phải khai báo một cái biến để lưu nghiệm. số 4. 4 ok. Nào. Nhầm. Rồi bây giờ ở cái dòng số 10 thì ta lưu giá trị của cả biểu thức đó vào biến S. S bằng rồi thầy. Đúng rồi. Bây giờ em nháy chuột phải giữa màn hình, chọn dòng thứ tư từ dưới lên. Đấy. Giữa màn hình thứ tư. Cho dòng format ấy, format user style ấy. Nháy chuột phải nhá. Chuột phải đâu? Rồi Chụp chọn phải format. luôn đấy, chụp phải nè. Rồi chọn format user style. Có nhìn thấy dòng này không? Đúng như Rồi. là Như vậy chương trình của em đã đẹp lộng lẫy hơn cả người mẫu. Sau khi thì thực hiện là em tính được giá trị của S ra, xong rồi thì em phải đưa S ra. Như vậy ta nhận thấy rằng quy trình để giải một bài toán, bước 1 nhập dữ liệu, bước thứ 2 tính toán và bước thứ 3 đưa kết quả ra. Và trong bất cứ thời điểm nào ta cũng nên nhận thấy rằng chỗ này ta dừng lại, S ta đang sử dụng kiểu dữ liệu là kiểu gì? fiction Đúng rồi, chính xác. Với các biến khi nếu nó là kiểu nguyên, xe ao trực tiếp nó ra. Đối với biến kiểu số thực, ta nên xe ao nó sử dụng preset precision hoặc sử dụng cách viết khác.
Này chắc ba. Ủa, cái này là hai chứ. Không rồi. Không phải rồi. Cho ba lại. Cái chữ set precision nó thiếu chữ T. Set mà từ thiết lập ấy. Ờ, đúng rồi. À, quá trình bạn làm bài thì chắc chắn các bạn khác cũng sẽ giúp cho mình được rất nhiều kinh nghiệm, và đó cũng là cái mà chúng ta cần học ở trong cái giai đoạn đầu. À, 1 cộng 2 cộng 3 thì nó sẽ có tổng trung bình cộng bằng 2, phải không? Tại sao nó lại có hai số 0 nhỉ? Đấy, chính xác đến hai chữ số thập phân nhé, set precision 2 thôi. Precision 2 tượng lại 3. Chạy tiếp. Này sai thì không sao, sai làm lại. Chắc chắn. Rồi, ok, nó ra như thế được rồi. Bây giờ bạn có thể nộp bài được rồi hả anh nhé? Các bạn Ờ. khác, bài này có ai có khó khăn gì không? Ở bài Ủa, cái này này. thì đạt bạn đang nộp được 10 điểm rồi. Đăng nộp lại bài số 8 nhé. Bài số 8 của Đăng nó đang báo. À quên, như trình chấm nó đang báo lỗi. Chờ một tí. Các em lưu ý vừa rồi thì Hải Anh cũng có một số các cái thao tác như format lại code để cho code nó đẹp, lộng lẫy như người mẫu. Thì các bạn lưu ý nhá. Đây, bài tập nó đang chấm bài của Đăng. Các bạn chờ một lúc thì nó sẽ chấm xong các bài của các em. À, thì các bạn nhận thấy rằng trong quá trình mình làm bài thì từng bài một, từng bài nó sẽ có cái lịch sử chấm, và các em hãy cố gắng là khi học cùng với thầy thì nộp bài đúng và đủ tiến độ. Và thầy cho mình học vừa để thỏa mãn cái đam mê tin học, và cũng cần thêm một cái nữa, đó là ta có thêm các cái kỹ năng lập trình. Rồi, có bạn nào cần hỗ trợ chia sẻ, xin mời các bạn chủ động chia sẻ màn hình luôn. Xin mời các em. À, chị tạo là Rồi. thế như này đúng chưa? Bây giờ ta đang làm bài số 8 thì tên bài phải sẽ phải là TT bài À 8 không. chứ. Con quên mất chân mồm nên con hỏi thầy cái bài code con rồi. À, rồi sửa trong code chương trình nhá. Chỗ dòng 7 dòng 8 ấy. Dòng 7 dòng 8 là gì ạ? Đấy. Hãy lưu ý rằng khi nộp bài lên server thì bài đấy đã phải chạy trên code block hoặc DevC rất nhiều lần và đảm bảo chương trình luôn đúng nhá. À. Ok. Rồi nộp bài mạnh dạn lên. Nếu mỗi lần nộp sai thì hệ thống nó sẽ mặc định trừ đi 0,1 điểm. Thì khi đó thầy sẽ nói là chúc bạn may mắn lần sau. Rồi, Nhưng mất may mắn rồi thầy ạ. Bài 8 nó cũng không không không. các bạn cứ mạnh dạn lên đi. Bài cái đã có Đăng, đã có Hải Anh, Tuấn Hải đâu, where are you? Mình tiếp đi là em làm gì? Rồi, xin mời các bạn khác chia sẻ bài làm của mình đối với bài số 8 nếu các em đang còn gặp lỗi. Ủa cái ủa sao cái xài A 35 rồi thầy? À đây, chắc là ai đó đã nộp bài cũ lên. Ai đó đã chơi bẩn thỉu. Anh bạn. Thế nó vẫn bỏ bài con sai rồi thầy, bài 8 rồi thầy, đại trừ 0,1. Đó là chuyện bình thường, bởi vì bài này em chưa chạy ở trên máy tính của mình. Bây giờ nó hệ thống đang chấm bài của Dũng 77. À, Dũng nó 77. Có khi nào chúng ta nên nộp bài năm không ta? Đang nghỉ vậy hết.
Bên này bên Không ngon đổi lại trên kia. Có ai có gặp khó khăn gì chia sẻ lại màn hình nào. Các em cứ mạnh dạn lên chia sẻ màn hình cướp sóng. Bài này đang chấm bài của Tuấn Hải. Các em cố gắng qua từng bài thì các em sẽ rèn được kỹ năng làm bài của mình, và thầy tin chắc là khi mà các em có được cái gọi là cái gì nhỉ, cái kỹ năng làm bài tốt, thì các em sẽ có một cái phản xạ với một cái đề mình. Này bà mấy? Cho thấy đi đóng cửa trời mưa quá. Ở chỗ các bạn trời có mưa không? Dạ có thầy ơi. Chỗ thầy đang mưa rào to quá. Ủa, cái này là A bài 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 8 của sợ tới tờ bài 8. Nhìn. Nhớ rõ ràng là A bài 5 này. Tuấn Hải, bạn đã eo bài này, tại sao nó khác đáp án? Xin mời Tuấn Hải chia sẻ màn hình. Bài của Tuấn Hải, hãy lưu ý các biến A, B, C, D của mình sử dụng kiểu float, nó là số thực. Thì em sử dụng kiểu float hoặc là kiểu double nhé. Thầy Sao không? tự biết gì không thầy? Làm sao? Em mới nộp A bài năm với thầy. Nào ai chơi xấu thế? Ừ. Ok, nộp Bạn TT bài A, Tuấn năm Hải ơi, từ từ phanh lại. rồi. Bạn đã lại A bài năm 2 điểm. Hảo. Tuấn Hải quay trở lại. Cốt vào lốc đi. Rồi. Ở Cái nhà gì cái mà này chúng in ta? được. Nhanh. Đây Còn đủ một chút. đã xong đâu mà đã nộp bài rồi. Con quay trở Đây. lại. Quay trở lại cái dòng số 12. Đối với các biến kiểu số thực, khi viết ra ta sử dụng câu lệnh viết có quy cách bằng cách câu lệnh fit set precision, tên biến cần viết ra. Ở đây ta lấy chính xác đến hai chữ số thập phân cho biến này. Hãy cố gắng hoàn thiện chạy thử chương trình trước khi nộp bài lên hệ thống. Mỗi lần nộp bài các bạn mất đi cơ hội 0,1 điểm. Hãy đặt đúng tên bài. Mỗi lần nộp bài ta mất ta có thể có cơ hội mất đi 1 điểm, nhưng con đã nộp bài A bài Rồi. bảy. Nãy A bài năm được 2 điểm mới thấy buồn giờ phải này. Cứ mạnh dạn lên. Họ đã chơi bệnh thì mình chơi bệnh thôi. Dạ. Anh Gì đang vậy trời? nhớ tay nộp một bài mà làm em Hải Anh này, nộp 500 bài lên. Sau khi các bạn nộp bài xong thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để làm bài kế tiếp nhé. Bài kế tiếp của mình là bài số 9. Bài số 9 thì bài này thì đề bài là thầy Thành có khoảng tầm 2 tỷ đô la. Cái gì? Ví dụ như thế. Sau này biết đâu thầy giàu, thầy có 2 tỷ đô la thì vì sao? Rồi thầy cho em 1 tỷ đô la là được rồi, còn thầy phát cho tụi Oh, thầy rồi cho con 1/4 số tiền thầy ạ. Rồi ok. Cái đó đây, thầy sẽ mua cho Dũng, cho Đăng, cho Trung với cả cô Huyền, bạn Khang, bạn Hiếu, bạn Tuấn Hải, bạn Đàn, cả bạn Vũ nữa, Hải Anh nhé. Mỗi bạn một cái MacBook Pro 2025 chip M3 nha.
Khi nào có dịp các bạn ấy thì thầy sẽ bao đi ăn kem Tràng Tiền miễn phí. Rồi thầy ở đâu thì em không biết. Rồi, bây giờ đề bài như sau. Ở bài số 9, đề bài cho thầy Thành có x tỷ USD mà để chuyển sang mệnh giá vào một ngày nào đó là mệnh giá Y. Chúng ta yêu cầu là hãy chuyển nó sang Việt Nam đồng. Vậy thì đề bài của chúng ta là ta sẽ cho x và cho y. Đề bài này đưa ra cái gì? Đưa ra số tiền đổi được. 1 đô la bằng 25 ngàn đúng không thầy? À, bây giờ mình nói chung nó là mệnh giá y bởi vì tiền nó lên nó xuống nên mình cũng biết là nó có thể là 25, 26, 25,2. Vậy thì bài toán này là cho x và y. À, khi đó ta sẽ thực hiện đổi là ta sẽ thực hiện tính. À, khi đó thầy gọi S là số tiền Việt Nam đồng thầy có thì thầy nó sẽ bằng x nhân với y. Ở đây ta lưu ý rằng vì x là số nguyên, y là số nguyên nên x nhân y nó cũng sẽ là kiểu số nguyên. Nên khi đưa S ra ta chỉ việc đưa cout thằng S ra là được. Ở đây ta lưu ý nếu S là kiểu, ở đây thầy có cái chữ một là L nhá. Vậy thì ta lưu ý ở đây cái biến S cũng kiểu long long. Kiểu long kiểu long Hay đấy. kiểu là kiểu số nguyên mà giá trị của nó có thể biểu diễn được lên tới 10 mũ 18. Nên ở đây nó là chữ 1 và số L là chữ LL được nhé các em nhá. Vậy thì Dạ. Rồi bây giờ xin mời các bạn làm bài số 9. Ý, rồi ra mất được. Bên kia các bạn cứ tích cực làm bài và nộp bài lên hệ thống nhá. Em đang chưa bệnh này. À, Em đã video được tăng lên 4 điểm rồi. mấy hôm nay thầy đang đi bận đi làm thi nên thầy chưa up video các buổi học được. Thầy up thì mọi video thầy thường sẽ up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Trời mưa Ok. chờ thầy đi đóng tiếp đây. Thầy làm tiếp đi, để em chưa bận. Và bây giờ có em sẽ chờ bài 4 nó ra lò. Ủa thầy đâu rồi? Hả? Rồi, chúng ta sẽ quay để đã quay trở lại và lời hài hơn xưa. Rồi lần nào thì mới vậy. Xin mời các bạn chia sẻ màn hình để làm bài số 9. Trong lúc các bạn chia sẻ bài làm số 9, thầy sẽ tạo test bài số 9. Nào, mời bạn nào mạnh dạn lên chia sẻ bài số 9. Không có biết gì hết đấy, không biết nữa, không biết, không biết, không có biết.